Điều ít biết về cuộc sống hôn nhân Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ, độc lập tài chính, không kiểm soát nhau. Trong cuộc sống vợ chồng, Võ Hạ Trâm và chồng cũng đặt ra nguyên tắc riêng để giữ lửa hôn nhân. Cuộc sống hôn nhân của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Võ Hạ Trâm kết hôn với ông xã doanh nhân người Ấn Độ đầu năm 2019. Có chồng giàu có nhưng nữ ca sĩ khẳng định bản thân tự lập, không thích dựa dẫm vào ai. Trong một chương trình, nữ ca sĩ bộc bạch, tôi phải đứng và tự đi trên đôi chân của mình. Hoạt động độc lập thì tôi mới là tôi. Bản thân tôi chưa bao giờ có khái niệm chồng nuôi. Tôi chỉ cảm thấy an tâm và an toàn nếu như tôi được làm việc và có một khoản tài chính riêng của mình. Tôi giận, chồng tôi cũng giận, nhưng sau đó cả hai có khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút hoặc nửa tiếng để suy nghĩ về vấn đề gặp phải và bình tâm lại, rồi thì vợ chồng lại nói chuyện bình thường với nhau. Chính sự nhìn nhận được lỗi sai và đi xin lỗi ấy đã giúp chúng tôi vượt qua được những trận chiến tranh lạnh và hiểu nhau nhiều hơn. Võ Hạ Trâm thừa nhận đôi khi cô và ông xã có những va chạm nhỏ về văn hóa, nhưng khi ngồi lại sự thấu hiểu cả hai đã dung hòa mọi vấn đề đó. Nữ ca sĩ và chồng Ấn Độ sẵn sàng lắng nghe, thay đổi để tốt hơn. Vợ chồng Võ Hạ Trâm sẽ chọn cách giải quyết tốt nhất để hiểu hơn về nhau. Trước khi tiến tới hôn nhân, Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ đã có đủ thời gian để tìm hiểu lẫn nhau trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Trong gia đình cũng có nguyên tắc nhất định, thứ nhất là tôn trọng lẫn nhau, thứ hai là trách nhiệm, thứ ba là chung thủy và cuối cùng luôn luôn san sẻ. Một nguyên tắc nữa là cho nhau không gian riêng, không kiểm soát nhau. Bởi chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, chỉ cần nói rằng hôm nay anh hoặc em đi đâu, có công việc gì và chỉ là mang tính chất thông báo chứ không kiểm soát nhau.